Chào các bạn. Trong video trước đó, mình đã sử dụng đề bài ngày 11 tháng 1 năm 2020 dạng line graph để cùng các bạn đi viết introduction rất là nhanh chóng trong vòng 30 giây. Nhưng chắc là các bạn cũng biết rồi, chúng ta còn thiếu overview với cả hai đoạn body nữa thì mới hoàn thiện một bài hoàn chỉnh. Đúng nào? Vậy thì làm thế nào để có thể làm được một cái bài viết tốt, đúng cấu trúc, được điểm cao, ví dụ như là 7.0 hay là thậm chí là 8.0? Hãy cùng mình phân tích bài này sâu hơn một chút. Với overview thì các bạn lưu ý cho mình dạng line graph là dạng biểu đồ động. Chúng ta sẽ phân tích hai yếu tố, đó là trend, xu hướng, và số 2 là feature, là về độ lớn. Trend, xu hướng là tăng, là giảm. Độ lớn tức là cái highest và cái lowest. Được chưa nào? Thế thì các bạn nhìn thật nhanh giúp mình nhé. Trend, ở đây mình có 4 đường khác nhau đúng nào? Đại diện cho 4 nhóm tuổi, lần lượt là 0 đến 14 này, 25, 37, 38 đến 45 và over 65. Thế thì từng nhóm tuổi này có xu hướng như thế nào qua thời gian? Thì mình thấy ngay, 0 đến 14 đây đúng không ạ? Xu hướng là tăng. Cái đường đứt quãng dài dài như thế này là đường 38 đến 45 cũng là tăng, trong khi hai đường còn lại là giảm. Đúng nào? Như vậy thì mình sẽ có hai thằng này là tăng và hai thằng còn lại là giảm. Đấy, như vậy là mình đã xong một câu về trend rồi. Còn về feature, các bạn sẽ có độ lớn, phân tích cho mình độ lớn. Độ lớn ở đây thì mình sẽ thấy ngay là cái đường cao nhất là cái đường phía trên này. Đây đúng nào? Cái đường này sẽ là cái đường cao nhất, giá trị còn ở đâu đấy khoảng 60% gì đấy, cao hơn hẳn ba đường còn lại. Thì cái nhóm tuổi over 65 này sẽ là nhóm tuổi có số liệu lớn nhất. Tức là hầu hết người dân của Canada thì đang là 65 tuổi đấy ạ. Từ 65 tuổi trở lên. Được chưa nào? Khi mà các bạn đã phân tích đầy đủ như vậy rồi thì chúng ta sẽ có một cái overview hoàn thiện. Và khi mà các bạn viết overview hoàn thiện rồi, chúng ta mới đạt điểm tối đa ở trong phần task achievement được. Còn bây giờ đến đoạn body thì sao? Các bạn sẽ viết như thế nào? Bật mí cho các bạn, line graph của chúng ta sẽ có hai cách chia body, hai cách nhóm body nhé. Cái nhóm body đầu tiên đó là các bạn sẽ nhóm theo các nhóm đối tượng, tức là các đường nào có cùng xu hướng với nhau thì các bạn sẽ nhóm với nhau. Ví dụ như là ở đây mình hoàn toàn có thể nhóm là 0,14 với cả 38, 45 vào một nhóm. Tại vì sao? Tại vì nó cùng tăng. Đây là hai đường cùng tăng với nhau đúng không? Đây là hai đường cùng tăng với nhau, mình nhóm hai đường này vào với nhau. Còn hai đường giảm mình sẽ nhóm nó vào với nhau, là cái đường 25, 37 với cả over 65 mình cho vào một body còn lại. Như vậy là mình đang nhóm theo xu hướng. Tuy nhiên, khi mà mình viết line graph thì mình không ưu tiên cách nhóm theo xu hướng như thế này lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì là mình không thể so sánh tất cả những cái đối tượng được với nhau. Khi mà mình muốn so sánh, ví dụ trong bài này có 4 đối tượng, mình muốn so sánh cả 4 đối tượng với nhau cơ, thì mình sẽ ưu tiên cách nhóm số 2, là cách nhóm mình cũng hay dùng hơn trong cuốn sách giải 108 đề thi thật này. Cách số 2 này là cái gì? Đó là các bạn sẽ tìm cho mình một cái mốc thời gian ở giữa. Ví dụ như là đề bài này đang nhóm từ năm 1950 cho đến năm 2050 đúng không nào? Đây là khoảng 100 năm. Các bạn sẽ tìm cho mình một cái mốc thời gian ở giữa để xem là cái mốc nào đặc biệt, thì mình sẽ tách cái khoảng thời gian 1950 đến 2050 này thành hai khoảng khác nhau. Thế thì cái mốc thời gian đó các bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Đó là các bạn sẽ lựa chọn cái năm chứa nhiều số liệu đặc biệt, nhiều số liệu cao nhất hay là nhiều số liệu thấp nhất. Được chưa? Thế thì các bạn để ý đây cho mình nhé. Cái điểm này đang chạm đỉnh. Đây là cái điểm cao nhất của đường over 65 đúng không nào? Đây lại là điểm cao nhất của cái đường 38 đến 45. Đúng chưa nào? Như vậy là mình có một cái năm chung của hai cái điểm này là cùng đặt đỉnh cao nhất. Đấy, thấy có vẻ là khá là đặc biệt rồi. Mình dọc nó xuống. Như vậy thì đây sẽ là năm 1990. Đúng không nào? Đối với hai đường còn lại thì nó có gì đặc biệt không? Đối với đường số 3 là đường, đây là đường 25 đến 37 đúng không nào? Các bạn thấy là đây là cái đường nó giảm, sau đấy thì nó làm sao? Sau đấy thì nó ổn định. Đúng không nào? Nó khá là ổn định, nó không giảm mạnh như đợt trước nữa. Còn đối với đường 0 đến 14 thì sau cái năm 1990 này thì bắt đầu tăng mạnh hơn. Như vậy, cái năm 1990 này với cả 4 đường đều có một cái sự đặc biệt nhất định. Cho nên là mình sẽ chọn luôn năm 1990. Body 1 của chúng ta sẽ là mô tả thay đổi từ 1950 đến 1990. Còn body 2 của chúng ta sẽ là từ 1950 cho đến 2050. Được chưa nào? Khi mà các bạn mô tả như vậy, thì trong body 1 của chúng ta có cả 4 đường, và trong body 2 của chúng ta sẽ có cả 4 đường. Và mình có thể so sánh cả 4 đường cùng với nhau, chứ không phải là xé lẻ. Để mà xem chúng ta mô tả cái gì, các bạn có thể xem bài phân tích trực tiếp mình đã thực hiện ở đây. Như vậy các bạn sẽ biết là chọn ra số liệu nào, so sánh các số liệu như thế nào với nhau, rất là chi tiết. Được chưa nào? Sau khi chúng ta có một dàn bài rồi, bắt tay vào viết thôi. Với cả lưu ý với các bạn rằng có một điều đó là gì ạ? Chúng ta sẽ phải paraphrase nhóm tuổi, bởi vì đây là bài có 4 nhóm tuổi liền mà đúng không? Chúng ta sẽ phải tìm cách paraphrase nhóm tuổi. Với cả số 2 là bài này đang nói về tương lai, bởi vì mốc thời gian của chúng ta đang là 2050 đúng không nào? Cho nên chúng ta sẽ phải mô tả số liệu trong tương lai. Đồng nghĩa với việc là chúng ta phải dùng đến ngôn ngữ dự đoán. Đây là một bài hoàn thiện. Và đây là phần mình chú ý trong cái bài đấy. Rất là chi tiết để các bạn có thể học theo.
Sau khi viết xong, các bạn sẽ có một cái phần take note từ vựng cực kỳ là chi tiết. Đây chính là hai cái điểm mà mình nhắm với các bạn, đó là gì ạ? Paraphrase nhóm tuổi. Được chưa nào? Như thế này thì mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cuốn sách này để tự học được ở nhà. Bởi vì đây là phân tích rất là chi tiết rồi. Trong cuốn sách này sẽ còn 54, có tổng cộng 54 bài thoát xoan tất cả. Đây là 154 bài đó. Và tất cả 54 bài đều được phân tích cực kỳ chi tiết như thế này. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để có thể là nâng điểm của mình lên 7.0 IELTS hay là thậm chí là 8.0 IELTS. Và hiện tại giá của cuốn sách này chỉ có 2 cốc trà sữa thôi ạ. Nó chỉ bằng 2 cốc trà sữa của các bạn, cụ thể là 100.000. Các bạn hãy mua về để sử dụng làm kiến thức vào người nhé. Bạn nào mà có câu hỏi gì thêm về ebook, hãy inbox cho mình để tìm hiểu thêm nha. Nếu bạn thích nội dung video này, đừng quên bấm like video để ủng hộ mình và bấm follow kênh của mình để cùng mình đi cải thiện tiếng Anh nhé. Hẹn các bạn trong các video tiếp theo.